Hello, xin chào cả nhà. Quý khách thấy kỹ em không vậy? Con này là full chức năng luôn ha. Đồng hồ có, hẹn giờ có, lịch có, hình ảnh có. Con này nó đang bị lỗi một cái là bị bể góc màn hình này nha quý khách, cô chú anh chị em. Lưu ý giùm em. Và nó không có cái cây dựng ha, không có nguồn, chỉ khung màn hình thôi. Con này em nãy em dọc sơ sơ là full ha, đầy đủ, xài ok hết. Đặc biệt luôn, em này đọc được định dạng ME4 luôn nha. Nó hay là hay đọc được ME4 luôn nha. Cảm biến. Đó, tiếng Nhật không? Vô đây. Đó, giờ em test từng cái, thử cái nào em test được, chẳng như hình ảnh nào quý khách thấy không? Đó. Thơ nè. Nhạc nè. Nhạc tiếng á, nhạc hình nè. Cái này là file lưu trữ cái gì nè, này hẹn giờ nè và danh bạ nè, con này là wifi nè mà em không biết xài, không biết cách làm, cài đặt nè, lịch nè, trò chơi gì ta, nãy giờ chữ vô đây, ồ không biết rồi, ra đi mà vô cái nữa là gì rồi, không biết luôn, cài đặt đi ra đó ha. Giờ em nó biết chỉ bao nhiêu thôi, giờ em sẽ test từng phần, bấm vô đây. Nếu mình đặt lịch lại ha, chẳng hạn mình có hình con cái anh em gì đó gia đình đó, mình đưa vô đây cái nó chạy chạy lịch, cái nó qua 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 coi rất là đẹp ha. Đó, chẳng hạn như cái đoạn video này em chép trên mạng nè, đó mấy cái này em chép trên mạng vô cái thẻ nhớ đó. Rồi giờ em sẽ lên hình ảnh thì ok, bấm nút play ha. Cái này là bao gồm hết hình ảnh video ha. Đó. Mấy cái này là trong máy nè ha quý khách cô chú anh chị em. Trời ơi đầu mất tiêu rồi. Ủa, cái này xoay màn hình nè, bấm cái này nó xoay màn hình nè. Đó. Đó. Rồi. Đó, còn dưới là thơ cái gì nè. Đây là nhạc nè, giờ em vô nhạc bấm nút play nè. Đó giờ em xuống nhạc lên xuống nè, em hát nè, lớn nhỏ này, ủa này qua bạn hả, về lại đây lớn nhỏ nè, cái thanh lớn nhỏ nè ha, lên lên xuống nè. Ok ha, này nhạc tiếng á, trong thẻ nhớ nè, mình thoát ra nó tự ha, tắt ha, giờ mình xuống nhạc hình nè, đây có một đoạn nhạc hình nè, nào có khách thấy không, MP4 à, nó nhớ luôn, nãy em hát được tới đây nó nhớ luôn nè, hình đẹp, hình ảnh đẹp ha. Rồi ha, dưới đây là lịch nè. Ít chết mà bấm lộn rồi, bấm nút play chứ. Đó, lịch báo thức á. Gọi gì đó, tự quý khách về mò thêm tiếp em nha. Rồi dưới đây là lịch này. Nó không cập nhật hay là sao đó. Nói chung về mò đi. Đó. Là sao ta, không biết. Rồi ok ha, con này em bán là màn hình không, không nguồn nha quý khách cô chú anh chị em. À nó màn hình ở ngoài là bấm lại đây hát luôn. Về yeah, này coi. Rồi. À về yeah, đây được nè, đó. Rồi ok ha, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài thì ủng hộ em qua các trang Zalo, Facebook, YouTube, Messenger, TikTok, quên TikTok rồi, dẹp TikTok rồi. Rồi em bán qua các trang đó, vô số điện thoại là 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha, xin cảm ơn và chào tạm biệt.